phát hiện thấy người ta bị tai nạn thì phải lập tức bơi ngay, lập tức cứu ngay, chần chừ một chút là sẽ không có cơ hội. Cái báo cáo các chị là tôi ra cái là cái cháu đầu tiên mà tôi nhìn thấy bơi vào được á, thì tôi là không tiếp cận, tôi biết cái cháu này có thể bơi được, và cái cháu ngay đằng sau đó là đã chìm nữa không nhỉ, thoi thóp xuống như này, mà tôi chỉ có một cách nữa là chỉ cần nâng cháu lên để cho cháu thở được, cháu cầm rất chặt cái tay, rất chặt cái tay, thì nâng được cháu lên cháu thở được một lát á, thì để các ông chị thấy là đằng sau vậy là có tiếng cứu cứu, nhìn ra đằng sau có ba cháu, một cháu rất nhỏ, cháu này sau này đi biết được là cháu thì cháu có lớp một, cùng nó ba người, còn bây giờ là phải thả cái cháu này ra, cái cháu này sau này chúng ra hỗ trợ để cứu vào, cứ thả phải thả cái cháu này ra, tức là cái cháu này là không kêu nữa, không la hét nữa, phải dư sức để mà thở, không chết á. Ba người này tìm cái cháu mà lớn nhất trong cái nhóm ba người này là cái cháu đó là chìm luôn, chìm ngay đầu tiên. Còn hai cháu kia thì mặc dù không biết bơi chứ hiểu lên nhau, không hiểu thế nào mà hai cháu đó vẫn nổi. Còn cái cháu này chìm để mình bơi ra được sao, không bơi được trước mặt không chị ạ. Kỹ năng kiểu đuổi người không phải như thế đâu. Chúng ta bơi trực chiến như thế này ra họ tụng nên mình là mình chết luôn chứ không phải đâu. Mình phải bơi ra được sau chân họ. Để việc đầu tiên là tôi thì không có kinh nghiệm đâu, nhưng mà tôi hiểu là phải lý ra được sao. Nếu có áo thì tụng lại áo, sáu áo này để lôi lên. Và không là lúc đó chỉ kịp là nâng được ra đấy là phải cái cháu trong đại nó cũng có thể sống được, mà cả ba cháu thì báo cáo đi không chỉ là nâng cháu đi thở được thì thả ra để nâng cháu khác. Chúng ta bơi dùng cả tay cả chân thì bơi thì chúng ta đã phải mệt rồi, mà các ông chị mà thấy mà mình đã mất hai tay đi rồi còn hai cái chân nữa, còn phải nâng cả hai người ba người nữa đẩy vào rất khó. Thế nên vào được bơi nên báo cáo ông chị khi mà cái chân mình chạm được đất là cũng ít được mà lùi. Đồng chí Nguyễn Văn Trung, bí thư đảng ủy của phường Nghĩa Hành, đồng chí là đã trực tiếp là cứu ba cháu và cũng cùng với lại đồng chí Nguyễn Huy Trung là cứu một cháu. Và như vậy có chứ là trước cái diễn biến đấy thì có lẽ là phải khẳng định là phải rất là dũng cảm thì mới có thể hiện được hành động ấy. Cái thứ hai là rất nghi nhận là có kỹ năng, như là bản thân anh em ta mà ra đấy mà làm có biết bơi mà có kỹ năng cũng không làm được. Như vậy là có thể nói rằng là hai đồng chí Trung này rất là có kỹ năng trong quá trình là xử lý các cái đuối nước, và đặc biệt ấy là các cháu bây giờ có lẽ là bản thân người thân các cháu rất là ghi nhận. Và như vậy là hai đồng chí ấy là cũng là người sinh ra lần thứ hai với các cháu. Bởi vì bằng chứng là riêng đuối nước là chỉ chậm từng một giây là đã là có thể không xử lý được nữa. Kéo bục ra đi. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pluavongpháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.